Gyeongju thú nhận thấy cô đơn khi không có Park Bo-gum bên cạnh sau khi hợp tác trong Người Nhân Bản. Tại buổi họp báo ra mắt Người Nhân Bản vừa qua, Gyeongju lần đầu có những chia sẻ đậm mùi tình đa mỹ khi nhắc đến nam bạn diễn Park Bo-gum. Không đơn thuần tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu, Gyeongju còn đặc biệt lo sợ và cảm thấy cô đơn khi không có Park Bo-gum bên cạnh. Theo đó, vì đang trong quân ngũ nên Park Bo-gum đã không thể có mặt tại buổi ra mắt phim. Tuy nhiên, anh chàng cũng đã gọi điện cho Gyeongju để chia sẻ niềm vui và ủng hộ sự kiện ra mắt phim. Nhận được điện thoại của Park Bo-gum, tôi sẽ bớt lo lắng hơn nếu có Park Bo-gum ở đây. Nhưng giờ thật cô đơn vì em ấy ở trong quân ngũ rồi. Đồng thời, Gong Yoo cũng có những chia sẻ đầy thân tình khi nhắc đến Park Bo-gum. Park Bo-gum không phải kiểu người hay phàn nàn khi cậu ấy gặp khó khăn. Tôi hiểu được điều đó và cố gắng quan tâm cậu bé chu đáo hơn. Tôi cũng khuyên Park Bo-gum hãy phàn nàn và bày tỏ nếu có điều gì đó khiến em bực bội thay vì nghĩ về nó một mình. Netizen Việt cũng bất chấp trèo thuyền nhiệt liệt cặp đôi nam thần này. Ôi trời ơi! Quá nhiều sự đẹp trai ở đây, tôi là tôi ship hai anh rồi đấy, chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Gong Yoo là người rất biết khen ngợi người khác, làm máu hủ của tôi nổi lên rồi đó. Đi xem phim gấp thôi chứ nội dung rem rem quá. Người Nhân Bản là bộ phim khoa học viễn tưởng, lấy đề tài nhân bản con người hiếm hoi của điện ảnh Hàn Quốc. Phim hiện đang công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc. Với thể loại khoa học viễn tưởng, Người Nhân Bản hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần vô cùng hấp dẫn dành cho mập phim trong tháng 4 này. Sự góp mặt của bộ đôi Gong Yoo, Park Bo-gum chắc chắn sẽ mang đến một màn kết hợp vô cùng ấn tượng và khiến khán phòng được dịp bùng nổ. Được biết, đây là lần đầu tiên Park Bo-gum có cơ hội được hợp tác với đàn anh Gong Yoo trong một tác phẩm điện ảnh. Trước đó, anh từng được biết qua một số vai diễn Lời Hồi Đáp 1988, Mê Hoa Ánh Trăng, Encounter, Gặp Gỡ. Dù không sở hữu kho tàng diễn xuất đồ sộ nhưng Park Bo-gum lại được mệnh danh là hoàng tử rating khi bất cứ tác phẩm truyền hình nào mà anh tham gia đều gây bão không chỉ trong nước mà còn lan khắp màn ảnh châu Á. Còn về phía Gyeongju, bước chân vào làng giải trí từ năm 2001 nên bề dày kinh nghiệm diễn xuất của nam tài tử là không thể đếm xuể. Phong cách diễn đa dạng và chắc tay chính là chìa khóa để Gyeongju chinh phục phòng vé với loạt siêu phẩm đình đám như Silent, Im Lặng, Trên Tàu Busan, Chuyến Tàu Sinh Tử. Sự kết hợp giữa nam thần thế hệ mới cùng với tiền bối gạo cội hẳn sẽ là cú nổ lớn làm oanh tạc phòng vé. Dẫu rằng không ít hoài nghi được đặt ra liệu rằng nam diễn viên với kinh nghiệm 20 năm diễn xuất sẽ có phần lấn lướt đàn em trong Người Nhân Bản hay không, nhưng đây quả là một màn song kiếm hợp bích cực kỳ đáng mong chờ nếu cả hai đều hỗ trợ cho nhau và cùng nhau tỏa sáng. Được biết đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết về Từ Phúc, một phương sĩ và là một ngự y của nhà vua Tần Thủy Hoàng. Vì mang trong mình những bất an và sợ hãi cái chết thì Tần Thủy Hoàng đã phái vị ngự y này đến tiên đảo Bồng Lai vì tin rằng có một thứ thuốc có thể khiến ông có thể trường sinh bất lão. Nhưng rồi cơ sự bất thành khi Từ Phúc đã biến mất trên hành trình tìm kiếm thứ thuốc đó. Được đầu tư với kinh phí không phải dạng vừa, con số lên tới 326 tỷ đồng. Cũng không khỏi ngạc nhiên khi đây là bộ phim thuộc thể loại phim hành động viễn tưởng nên chi phí cho những cảnh quay hành động, kỹ xảo cũng chưa bao giờ là nhỏ cả. Đặc biệt hơn là sự có mặt của hai tên tuổi đình đám có cả triệu fan là Gyeongju và Park Bo-gum chính là nhân tố hàng đầu cho sự thành công của phim bên cạnh nội dung thú vị và chất lượng này.